Hello, xin chào anh em. Ood for Glory, chai nước hoa mà thời gian vừa rồi được nhắc đến rất là nhiều. Nó được coi là bản clone của chai nước hoa Initio Ood for Greatness. Thực tế thì mình cũng chưa bao giờ mình được nhìn chai nước hoa đó, mình chưa được ngửi chai nước hoa đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cái chai này thì không phải là của mình. Đó, mình mượn được thôi. Chai nước hoa Ood for Glory. Và cái video này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái nó một dạng như kiểu ấn tượng ban đầu, ấn tượng lần đầu về mùi hương chai nước hoa này. Mình chưa hề biết là chai nước hoa này, tất nhiên là có là nó sử dụng trầm là cái chắc chắn rồi. Thế nhưng mình cũng chưa biết một chút gì về thông tin chai nước hoa này. Mình không biết là nó sẽ mix với cái gì, mùi hương nó sẽ làm sao đó. Mà mình cũng chỉ biết là nó là một bản clone của chai nước hoa rất là nổi tiếng, rất là đắt đỏ là Ood for Greatness. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái ấn tượng nhanh về mùi hương chai nước hoa này để giới thiệu cho anh em xem nó ra làm sao. Ok. Và nếu như có thể thì mình rất là mong các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một trái full, một trái chiết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến cảm nhận nhanh, những chia sẻ nhanh của mình về chai nước hoa Ood for Glory này. Ok, let's go. Trước tiên là về ngoại hình của em nó. Thực sự đây là một trong những cái mình khá là gọi là wow, bất ngờ. Bởi vì mặc dù đây là một chai nước hoa không phải là giá thành quá cao, thế nhưng mà cái ngoại hình của em nó, người ta làm rất là gọi là gây cho mình một cái cảm giác bất ngờ. Đây các anh em nhìn này, trông nhìn cũng xịn sò như ai nhá, cũng có hộp nhá. Đấy, đây để mình zoom lại đó, các anh em thấy không? Mặc dù giá thành chai nước hoa này thì không phải là đắt đỏ, thế nhưng mà hộp hiếc làm cũng rất là pro, cũng nhìn cũng rất là luxury. Đấy, bên trong là có một cái hộp xốp để mở ra đó, cũng giống như những cái chai nước hoa niche đắt tiền chẳng hạn. Bao giờ cũng thế, họ thường là có một cái khuôn xốp dạng kiểu thế cho vào. Chai nước hoa này cũng thế, nhìn tạo nên một cái cảm giác rất là đắt tiền. Ok, đây là ngoại hình của em nó. Còn bây giờ là về chai, đường nét rất là cũng ra gì phết. Đây, nó Ood for Glory. Nói thật là với một chai nước hoa không phải là quá đắt như chai nước hoa này thì chất lượng về đường nét tinh xảo nó còn hơn nhiều chai đắt tiền ấy. Nói thật với các anh em là như thế, đừng đùa với nhà chùa. Trông nhìn cũng ngứa mặt phết đấy. Đấy, ngoại hình rất là sắc sảo. Cảm nhận ban đầu là cầm chai khá là chắc, đường nét làm thì rất là gọn gàng, rất là sắc nét đó. Nói chung là về ngoại hình thì ok, không có gì để chê trách. Thông thường thì một số nhà nước hoa chuyên làm clone ấy, thì họ làm, nói chung là cầm một cái là mình đã cảm giác một cái chai nước hoa rất là rẻ tiền. Do đó là tại sao là mình không quá thích những chai nước hoa mà mùi clone. Một trong những nguyên nhân là như thế. Có nghĩa là gần như là họ giống như kiểu là copy kiểu như thế. Mình nhớ là có một cái hãng nước hoa mà mùi giống làm nhà Tom Ford, Tobacco Vanille hoặc là Portofino, thì cái chai của họ nhìn nó rất là đẻo, thực sự là mình không thích. Nhưng mà ở cái chai nước hoa này thì lại khác. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với mùi hương của em nó. Xin nhắc lại là mình không hề biết bất kỳ một thông tin gì về chai nước hoa này, về nốt nguyên liệu. Mình chỉ biết là chắc chắn là nó có trầm. Thế nhưng mà nó sẽ mix với cái gì, nó sẽ đi cùng nguyên liệu nào để blend lên cái mùi gì thì thực sự là mình không biết. Đó, bây giờ thì mình sẽ xịt và chia sẻ nhanh kênh em ấn tượng ban đầu của mình về chai nước hoa này. Mùi trầm này khá là dịu, mùi trầm này khá là mạnh.
Đây là một phong cách trầm mà nó theo cái thiên hướng những chai nước hoa của Trung Đông đó, có nghĩa là nó mình cảm giác là nó sẽ đi kèm với nhang. Mình cảm giác nó sẽ có nhang, bởi vì cái phong cách mùi này khi mà mình ngửi phát là mình cảm giác rất là rõ, nó giống có cái nét giống như kiểu là của interlude của một số chai nước hoa trầm mà mang phong cách âm hưởng của Trung Đông đó. Chứ ví dụ như những cái chai trầm, ví dụ như Cotland Santa Royal chẳng hạn, thì nó mềm mại hơn, nó mượt mà hơn, mặc dù nó vẫn sử dụng những nguyên liệu của Trung Đông, thế nhưng mà cái phong cách mùi của nó thì nó có thiên hướng về hiện đại nó. Còn ở chai nước hoa này thì khi mà mình ngửi một phát thì mình đã cảm giác rất là rõ cái những cái nét gì thuộc về văn hóa của Trung Đông ấy. Mùi rất là đậm, rất là phô trương, bởi vì trong cái văn hóa của Trung Đông là họ khi mà họ xịt thì họ thích cái mùi đậm, mùi tỏa ra, bởi vì trong cái văn hóa của họ là họ khi mà người ta xịt đậm như thế là người ta có một cái là một cái cách thể hiện, là một cái giống như kiểu là một cái message, một cái gửi đến cho người người đó là hôm nay tôi sử dụng nước hoa, tôi đang sử dụng nước hoa. Do đó vì sao đấy là cái lý do vì sao họ luôn luôn thích một cái mùi hương đậm, cái phong cách mùi khác hẳn với ở châu Âu. Tất nhiên ở đây nó còn nhiều liên quan đến nhiều yếu tố văn hóa khác, thế nhưng một trong những văn hóa đó là sử dụng nước hoa ở Trung Đông là như thế. Bởi vì sao họ thích dùng mùi đậm? Đến bây giờ thì mình vẫn chưa cảm thấy là nó có nhiều biến chuyển mùi. Chúng ta hãy cùng đợi thêm khoảng 5 phút nữa để xem mùi hương nó sẽ như thế nào. Ok, sau một vài phút thì mình thấy là cái mùi hương của trái nước hoa này nó dịu lại khá là nhiều đó. Nó không còn quá mạnh như lúc mới bắt đầu xịt nữa, mà đến bây giờ thì mình cảm thấy là nó dịu đi rất là nhiều. So với một tiêu chuẩn của một chai trầm hương thì chai nước hoa này cũng thuộc vào loại nhã nhặn đó, không lúc đầu thì mình tưởng là nó khá là ghê, nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy nó khá là nhã nhặn. Ok, bây giờ là về mùi hương thì chai nước hoa này, bởi vì cái lần đầu xịt thì thật rất là khó để có thể kết luận là chuẩn, thế nhưng mà đây là một chai nước hoa khá là dễ ngửi. Các anh em nào nếu mà đang muốn tìm một cái mùi trầm, một cái sự bắt đầu trải nghiệm mới cho mùi trầm, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn theo mình là không phải là tệ đó. Ấn tượng ban đầu của mình hiện tại là như thế. Có thể là mình sẽ sử dụng thêm một vài hôm nữa, và sau đó là nếu như các anh em thích thì mình có thể làm một cái video riêng về chai nước hoa này, Oud for Glory. Ok, video của mình đến đây là hết. Mình rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.